Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Real Kia Minh. Và các bạn còn nhớ cái bộ phim Kelly thức tỉnh này không? Đã rất lâu rồi chúng ta chưa có thêm bất kỳ nhân vật nào thức tỉnh ở trong Ghana Fifi. Và ngay ở trong cái phim siêu phẩm về Kelly này thì mình đã từng dự đoán rằng nhân vật tiếp theo mà sẽ được thức tỉnh ở trong Ghana Fifi đó sẽ là anh chàng Hayato. Có hai lý do. Thứ nhất, Hayato và Kelly là những nhân vật được yêu thích nhất trong Ghana Fifi. Thứ hai là Kelly và Hayato là hai nhân vật có chung huyết thống của dòng tộc Shimada, một dòng tộc mà có một năng lực đặc biệt ở trong Ghana Fifi. Và chính vì vậy nên là cái nhân vật tiếp theo mà được mình dự đoán đó chính là nhân vật Hayato, bởi vì Hayato là một trong nhân vật mà rất là được tập trung ở trong cái phim siêu phẩm thức tỉnh của Kelly. Và đúng như những gì mà mình đã dự đoán thì cái nhân vật tiếp theo mà sẽ có khả năng thức tỉnh và sẽ gọi là thêm một nhân vật Hayato nữa sẽ được xuất hiện ở trong phiên bản OB23. Thì ngày hôm nay thì đã có rất nhiều thông tin liên quan OB23 được ra mắt, mặc dù là server thử nghiệm của OB23 thì chưa ra mắt. Về đúng ra ấy, thì server thử nghiệm của OB23 thì sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 7. Tuy nhiên là vì một lý do gì đó mà server thử nghiệm này vẫn đang chưa ra mắt được. Và đó lý do vì sao mà lúc này chúng ta chỉ có thể nhận được những thông tin thông qua những cái thông tin mà những một số những cái game thủ ở nước ngoài, những người mà có ông chú làm Aina, họ đã leak ra ngoài. Ok, trở lại với vụ mà thức tỉnh thì các bạn cũng đã biết là khi mà thức tỉnh thì chúng ta sẽ phải làm một chuỗi nhiệm vụ, cũng như là sẽ có thể tạo ra một cái nhân vật mới. Ví dụ như chúng ta có nhân vật Kelly thức tỉnh, mặc dù là không có nhiều người sử dụng lắm. Tuy nhiên thì không biết là nhân vật Hayato thức tỉnh thì sẽ có chung số phận như vậy hay không. Và chúng ta hãy cùng xem là Hayato thức tỉnh thì nó sẽ như thế nào nha anh em. Và trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều thông tin khác liên quan đến cái phiên bản tiếp theo của đảo quân sự. Đảo quân sự cũng sẽ được nâng cấp rất nhiều. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái ảnh Hayato ở bên tay trái chúng ta là Hayato màu đỏ đen, thì đó là Hayato gốc, ở bên tay phải là Hayato có bốc lên lửa xanh. Thì đây sẽ chính là hình ảnh của Hayato thức tỉnh. Tức là khi mà được thức tỉnh thì Hayato của chúng ta sẽ có một cái bộ giáp mới, cũng như là một cái đồ mới, tức là cái giáp ở trên vai mới, và có thể là cả thanh kiếm mới. Và tóc của Hayato thì sẽ được nhuộm màu xanh nhá. Đây sẽ là Hayato thức tỉnh và cái mắt của Hayato thì sẽ phát sáng nha anh em. Và thực sự đây là một trong những hình nền mà tôi phải nói là ngầu như trái bầu, ngầu nhất từ trước đến giờ luôn. Ok, và kỹ năng Hayato thức tỉnh thì sẽ như thế nào? Thì theo một số YouTuber ở bên nước ngoài ấy, thì kỹ năng Hayato thức tỉnh thì sẽ là một kỹ năng kích hoạt, và khi kích hoạt thì kỹ năng này sẽ giúp chắn một lượng sát thương ở trước mặt của Hayato trong khoảng thời gian. Nếu mà bạn nào chơi Liên Minh Huyền Thoại thì sẽ biết nhân vật Yasuo có cái kỹ năng tường gió, khi mà tạo ra một cái tường ở phía trước mặt thì sẽ chắn đi sát thương và tiêu biến đi sát thương của đối phương. Thì khi mà Hayato bắn thì sẽ làm mất đi cái kích hoạt kỹ năng này, thì có thể Hayato sẽ tạo ra một cái khiên, và chúng ta cùng phải chờ đến OB23 thì mới biết được. Ok, thông tin tiếp theo mà có lẽ rất nhiều bạn cũng đang mong chờ đó là đảo quân sự sẽ được làm lại, nhưng sẽ làm lại ở mức nào? Thì cái anh chàng Free Fire Data Miner cũng đã có một cái hình ảnh, cái bản đồ của cái Bermuda 2.0, tức là đảo quân sự 2.0. Thì chúng ta nhìn thấy về cái tựu chung thì cái bản đồ chúng ta nó không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên chúng ta sẽ có 4 khu vực mới được thay thế cho những khu vực cũ. Đầu tiên là khu vực đập thủy điện của chúng ta đã được làm lại, và chúng ta sẽ thấy rằng cái đập thủy điện của chúng ta nó sẽ hoành tráng hơn, sẽ to hơn và nó sẽ phức tạp hơn. Và cái khu vực đập thủy điện này nó sẽ có tên là Hydro Power, là khu vực mới. Khu vực thứ hai là khu vực học viện, và như vậy là cái giữa cái khu vực trường bắn và khu vực đài quan sát thì đã biến thành một khu vực mới, đó là khu vực học viện. Và có vẻ như nó sẽ xóa sổ đi đó là khu vực nghĩa địa. Có lẽ khu vực nghĩa địa nó là một cái điều gì đó mà nó hơi kinh dị, nên nó là một cái thứ mà mới được bổ sung Ghana Fifi, nhưng nó đã bị thay đổi và bây giờ nó sẽ trở thành khu tên là Academy, khu học viện. Cái làng Grim Nam của chúng ta cũng sẽ biến mất và sẽ chuyển thành Fisherman Creek, tức là khu vực ngư dân và làng ngư dân. Và cuối cùng thì đảo dừa, một thứ đã xuất hiện từ OB5, bây giờ cũng sẽ biến mất và sẽ được thay bằng vườn Yagami. Và nghe Yagami thì nó có vẻ khá giống với phim Death Note đúng không anh em? Tôi sẽ zoom sâu vào để anh
anh em, tôi sẽ phóng to lên để anh em được thấy. Ok, chúng ta đến với khu đầu tiên là Academy. Chúng ta thấy là nó sẽ là một cái tòa nhà lớn, cũng như là sẽ có một cái cầu nối giữa hai tòa nhà và khu vực Academy này. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn, và khu vực Academy này chính là khu vực nó trông rất giống với cái khu vực đài quan sát từng xuất hiện ở trên đảo Thiên Đường trước đây. Và nó sẽ thay thế hoàn toàn cho khu vực nghĩa địa, bởi vì có vẻ như khu vực nghĩa địa là một trong khu vực mà người chơi không thích cho lắm. Khu tiếp theo là Hydro Power, tức là khu vực đập thủy điện, thì cái sông của chúng ta nó sẽ sâu hơn, cái mực nước của chúng ta có vẻ nó sẽ sâu hơn và nó sẽ chạy ăn sâu hơn vào bên trong khu vực đất liền. Ngoài ra thì cái Hydro Power, tức là cái đập thủy điện, nó sẽ nằm nổi ở trên cái phần nước này, và như vậy chúng ta thấy là cái con sông của chúng ta đã có nước chảy vào rất nhiều rồi, và đây sẽ có thể sẽ trở thành một khu vực nước sâu. Khu vực tiếp theo bị thay đổi là làng Rim Nam. Bây giờ làng Rim Nam sẽ không còn nằm nổi trên mặt nước nữa, mà nó sẽ lui sâu hơn ở bên trong khu vực bờ biển. Và khu vực làng Rim Nam bây giờ nó sẽ có tên là làng Ngư Phủ hay là làng Ngư Dân, Fisherman Creek. Và khu vực này nó sẽ nằm sát với cả cái khu vực tháp đồng hồ cũng như là cái khu vực doanh trại hơn so với làng Rim Nam. Nếu các bạn còn nhớ, làng Rim Nam nó là một chỗ mà nó ở rất xa so với cả cái đảo, so với cả cái khu vực tháp đồng hồ. Nên bây giờ cái làng Ngư Dân mới nó sẽ được làm sát hơn so với cả cái khu vực đó là cái làng Rim Nam cũ, và như vậy chúng ta sẽ tránh cái chuyện mà bị rơi xuống nước. Và có vẻ là công trình ở đây thì nó sẽ theo phong cách là ngư dân hơn. Và cuối cùng là đảo Dừa đã bị thu nhỏ lại rất nhiều. Đảo Dừa bây giờ sẽ là một cái thành phố mới, nó có tên là Iagami Garden, và cái vườn Iagami này nó sẽ là một trong những nơi mà sẽ có những cái công trình theo phong cách Nhật Bản, theo mình tin là như vậy. Và cái này thì nó có liên quan gì đến cái dự án Bermuda của bên Ghana Phi hay không, thì kế hoạch này nó sẽ thay đổi đảo quân sự, và đảo quân sự của chúng ta nó sẽ gần giống đảo sa mạc hơn, nghĩa là cái đảo quân sự của chúng ta nó sẽ có nhiều công trình phức tạp hơn, nó sẽ đường đi ở những khu vực nó sẽ thu ngắn lại, và cái giao tranh của chúng ta nó sẽ diễn ra nhiều hơn. Và với mình đánh giá thì bản đồ mới này là cực kỳ đáng chơi, và hy vọng là ngay khi mà đảo quân sự này được thay đổi, được ra mắt, thì mình sẽ là một trong những người đầu tiên mà được test cũng như là mang đến cho anh em cái nhìn toàn cảnh về tất cả những khu vực được thay đổi trên đảo quân sự ở trong phiên bản sắp tới. Ok, chúng ta sẽ có thông tin tiếp theo mà nó cũng rất là hay. Ví dụ như nhân vật Luqueta, nhân vật này đã được xác nhận là kỹ năng cộng tối đa là cứ hạ cùng một mạng thì sẽ cộng thêm 10 máu tối đa, và với việc hạ cùng được 5 mạng thì sẽ có tối đa là 50 máu. Thì nhiều game thủ bên nước ngoài họ cũng đặt ra vấn đề là liệu nhân vật này có quá mạnh hay không, bởi vì nếu như mang theo kỹ năng của Antonio cộng thêm 35 máu từ ban đầu và 50 máu của Luqueta, thì nếu như bạn không bị chịu sát thương nào từ đầu đến cuối trận, các bạn có thể lên tới 285 máu. Và khi mà bạn có 285 máu thì đến bo cuối bắn nhau ấy, bạn có bắn kiểu gì đối phương cũng là những người thua thiệt hơn so với bạn. Thì cái kỹ năng của nhân vật Luqueta này nó cũng sẽ gọi là được xài hé lộ, nó được gọi là chứng minh, minh chứng khi mà chúng ta có cho mình phiên bản test của OB23. Hiện tại phiên bản test OB23 vẫn đang chưa ra mắt, và có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ ít nhất là chiều nay hoặc là ngày mai. Ok, chúng ta sẽ có thêm một cái thông tin mới nữa cũng khá là hay, đó là con pet mới của chúng ta thì nó không phải là con chuột lang như là tôi đã từng đọc, mà có lẽ hôm trước tôi dịch sai, nó sẽ là con chim cánh cụt, tên của nó sẽ là Dom Pisante. Và con chim cánh cụt này thì kỹ năng của nó cũng đã được gọi là cũng đã được công bố rồi, đó là nó sẽ là con nhân vật mà con pet mà có thể sản xuất bom keo. Nghĩa là cái kỹ năng con này là khi mà chúng ta ở cấp 1 của con pet này thì cứ mỗi 120 giây thì con pet này nó sẽ sản xuất cho chúng ta một quả bom keo, nếu như trong người chúng ta không có bất kỳ một quả bom keo nào. Các bạn nhớ nhá, nếu như không có bất kỳ quả bom keo nào thì con chim bánh cụt này nó sẽ đẻ cho chúng ta một quả bom keo. Nếu ở cấp 2 thì cứ 100 giây nó sẽ sản xuất cho chúng ta một quả bom keo, và chúng ta sẽ chỉ nhận được một quả bom keo từ con chim bánh cụt này mà thôi. Và nếu mà chúng ta nhặt được thêm một cái quả bom keo nữa, thì nếu mà chúng ta có ít hơn 2 quả bom keo thì con chim bánh cụt này sẽ sản xuất một bom keo nữa chúng ta cứ 80 giây một lần. Như vậy đây là một con pet mà theo mình là rất có lợi dành cho những người mà thích đi lút dạo, bởi vì với con pet này thì chúng ta sẽ có bom keo trong người, và gần như ai cũng sẽ có bom keo nếu như mang theo con pet này, và chúng ta không phải lo đến bo cuối chúng ta không có bất kỳ một quả bom keo nào nữa. Và đó là những thông tin liên quan đến con pet mới. Và
Như vậy là trong video này chúng ta đã có rất là nhiều thông tin mới mình mang đến cho các bạn. Ví dụ như chúng ta sẽ có hai auto thức tỉnh với một kỹ năng có thể chắn đi sát thương của đối phương. Bản đồ đảo quân sự của chúng ta sẽ được làm lại với 4 khu vực mới, và những khu vực mới này chắc chắn là nó sẽ hợp lý và nó sẽ phức tạp hơn so với những khu vực cũ. Cái đảo quân sự của chúng ta nó sẽ có một cái mức độ phức tạp tương đương với cả hòn đảo sa mạc. Có thể rằng nhiều bạn sẽ cảm thấy là hơi hoang mang khi mà cái đảo quân sự nó trở nên phức tạp hơn, nhưng mà các bạn đừng lo, điều đó nó chỉ giúp cho game của chúng ta càng ngày nó càng hấp dẫn hơn mà thôi. Và theo mình biết thì OB23 nó sẽ không nặng hơn so với OB22, nên máy các bạn nào đang chơi OB22 được thì các bạn vẫn sẽ có thể chơi OB23 được. Còn những cái nâng cấp về mặt đồ họa thì có lẽ Ghana Free Fire họ sẽ sử dụng cho phiên bản Free Fire Max. Chúng ta sẽ có đó là 4 khu vực mới xuất hiện trên bản đồ. Ngoài ra thì có vẻ như là cái nhân vật mới của chúng ta sẽ có 2 nhân vật mới, nhưng hiện tại thì cái thông tin về nhân vật mới thứ hai thì mình vẫn đang chưa có. Và cái tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con pet mới cho phép chúng ta sản xuất được bom keo khi mà chúng ta không có. Và đó là những thông tin của mình liên quan đến phiên bản OB23. Mặc dù vậy chúng ta vẫn sẽ phải chờ đến khi phiên bản OB23 chính thức ra mắt ở trên server thử nghiệm, cũng như là ra mắt chính thức vào tháng 8 để mà có thể biết được những gì sẽ được thay đổi ở trong game Ghana Free Fire. Nhưng thực sự thì nó sẽ là những thay đổi rất tích cực. Ok, và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Riaki Minh, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau. Bye bye.